Chị đây. Chị đang ở đâu đấy? Chị về trước có tí việc. Mọi người cứ vui đi. Sao tự dưng chị lại bỏ về như thế? Bọn nó đang nói xấu chị đấy. Bọn nó còn bảo là chị bày trò ra để hại bà Hân. Bọn nó dọa sẽ mách cả thầy. Mà em thì chắc chắn chị không phải là người như thế. Kệ đi, thích nói gì cũng được. Thế nhá. Chủ ơi, còn gì ăn không ạ? Ôi trời, sao về không báo cho bố biết? Tại con nhớ bố quá nên trốn chạy về đấy. Bố nấu cái gì đấy? Con biết ngay là canh chân giò đậu đỏ mà. Sao bố biết con về mà nấu thế? Bố nấu định mai mang sang chỗ con. Thế nhưng mà ai ngờ tối nay con lại về. Thôi ra kia, bố lấy cho một bát mà ăn nhá. Chỉ có bố yêu mới hiểu nỗi lòng ăn uống con gái thôi. Ra kia, ra kia, ra kia. Nhanh, nhanh, nhanh. Ra kia. Đây, đây rồi. Thơm này. Con ăn đi. Bố ăn cùng con đi. Thôi, bố già rồi. Ăn vào ấy, tăng cân, tăng huyết áp, mỡ máu chứ máu gì. Đúng đúng đúng. Đầu bếp Nam Master rất có ý thức bảo vệ sức khỏe. Đáng tiếc Dương ạ. Ăn đi. Từ từ, khéo nóng đấy. Ngon hết nước chấm không ạ? Ngon. Ăn nhiều vào. Cả một nồi kia không ai tranh của con đâu. Móng giò này nhá, là nó tốt cho tứ chi. Thế còn đậu đỏ ấy, em lại điều may mắn đấy. Ăn nhiều vào con ạ. Thế cháu làm việc ở đâu chưa? À, mẹ cháu xin cho cháu về xã làm. Thế à? Vâng. Cô cũng đang chạy ngược chạy xuôi để xin việc cho em nó đấy. Cái Hương nhà cô ấy, nó chỉ có cái bằng trung cấp thôi. Nên cô cũng muốn xin cho nó làm công việc văn thư ở xã. Vừa nhẹ nhàng, lại còn gần nhà. Cô cũng nghe nói phòng dân số kế hoạch hóa gia đình của xã ấy có tuyển một suất. Nhưng mà không biết có đến lượt cái Hương nhà cô không. Ơ, đúng chỗ cháu được nhận đấy ạ. Thế à? Vâng. Thảo nào, hôm trước ấy mẹ cháu nói chuyện, cháu sắp về xã làm việc, hóa ra là ở chỗ đấy à? Vâng. Này. Dạ. Cháu chạy cửa nào đây? Mách cô với, được không? Được. Nể tình cô là hàng xóm láng giềng, lại còn là khách hàng thân thiết của mẹ cháu. Cháu sẽ chỉ cho cô cách. Nhưng mà cô nhớ, cô phải giữ bí mật đấy nhá. Ừ, cô hứa, cô sẽ không nói với ai cả. Cháu... Anh em gửi đồ uống của anh ạ. À, anh xin. Anh có muốn dùng mì luôn không ạ? Ờ, thôi thôi thôi, tí anh ăn sau nhá. Cháu uống nước đi. Vâng. Này, cháu giúp cô với. Có gì cô gửi cháu tiền hoa hồng. Elisabeth Francisca, nữ kiếm sĩ người Ý. Ai bầu đi lại đấy. Nhưng mà này, chọn thần tượng nó vừa vừa tầm với thôi. Còn có cơ hội chạm đến ước mơ. Chứ chị ấy là nhà vô địch châu Âu, vô địch thế giới, huy chương vàng Olympic, mãn kiếp cũng không làm được đâu. Đừng có tùy tiện đụng vào đầu người khác. Thế ai là người tự tiện xía vào chuyện của tôi? À không, chắc là cô có ý định khác. Có dám nói ra không?
Vinh Vinh à? Cậu đã từng làm ở đây rồi, tại sao một bản báo cáo kinh doanh đơn giản như thế này mà cũng không soạn được? Chi chít bao nhiêu là lỗi? Dạ, em xin lỗi ạ. Em sẽ làm lại ạ. Cậu nghĩ là tôi có đủ thời gian để đợi cậu làm lại à? Em xin lỗi ạ. Vì em vừa có cuộc họp đột xuất với Amas. Đã là nhân viên của tôi thì phải hoàn thành được nhiều việc cùng một lúc. Hay là để tôi đặc cách cho cậu chỉ làm một mình job Amas thôi nhá? Dạ không ạ, em không có ý đó. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Cậu đừng nghĩ là mình được ưu ái khi thấy sếp Vinh mời về làm, và rồi ảo tưởng rằng mình sẽ được o bế để công việc thuận lợi hơn người khác. Còn lâu!